Nhận biết được nha. Dạ rồi, có gì không? Dạ, cái tư tưởng của mình đúng rồi, mình nghĩ thẳng về trên. Dạ, mình nghĩ thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Niệm danh hiệu Phật, nghĩ thẳng về A Di Đà ở trên kia. Quý vị làm thử một thời gian coi, quý vị sẽ thấy khác liền. Cái tín hiệu mình đánh lên là mình tha thiết, mình cầu mong được trở về gặp Đức Cha lành của mình mà. Thì Cha ở trên phóng xuống, mình ở dưới này phóng lên, Cha con gặp nhau, không kéo mình lên, phải không? Bảnh quá là gì nữa. Dạ ngồi đi, cứ ngồi đi. Cái đó không phải là 12 vị Phật, mà 12 danh hiệu của A Di Đà, vô lượng quang, vô biên quang, vô đối quang chân dân, vô ngại quang chân dân, diệm dương quang. Cái đó cái danh, mấy cái Phật hiệu đó, mấy cái danh hiệu của A Di Đà đó, cái đức tướng của A Di Đà. Nếu tôi có dịp sau này tôi sẽ giải thích từng cái danh hiệu một cho quý vị, nó hay vô cùng. Vô lượng quang, vô dạ được, đâu có sao, bởi vì lại triệt đại ngộ nhé, lý nhất tâm bất loạn. Dạ và từng phân biệt các nhất tâm và nhất tâm bất loạn là khác nhau thế nào? Dạ phân biệt nhất tâm và nhất tâm bất loạn là khác nhau thế nào? Dạ nhất tâm bất loạn, chữ bất loạn á nó ngược lại với cái chữ loạn động, phải không? Có nghĩa rằng tạp niệm tùm lum hết. Còn cái nhất tâm á, là có nghĩa rằng mình không có xen tạp. Cái chữ bất loạn là chữ thêm vô, không có xen tạp, không có cái gì hết. Nhất tâm bất loạn đó là một hướng chuyên niệm, không có xen tạp. Đó là cái ý nghĩa của nhất tâm bất loạn. Còn những nhất tâm không thì thực ra nó chưa có đủ, chỉ là cái nó định thôi, nghĩa là cái lòng của mình nó an định một chỗ. Nhưng mà thêm một chữ bất loạn cho nữa, nhấn mạnh thêm cho nữa, là những cái phiền não tập khí tạp niệm của mình bị đẩy lui hết rồi. Nghĩa là chỉ từ đây cái
tín hiệu mình đánh đi thôi. Ngày trưa xưa đó thì cái pháp thiền mà cổ điển đó, thì người ta từ ở dưới này đi lên, từ dưới đăng điền này đi lên, bản thân quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan, từ dưới này ta đi lên, lên từ từ lên đây, đẩy ra đây rồi ta mở cái này, người ta độc bộ vào càn khôn. Ở trong pháp thiền đó, ở trong vô môn quan đó, có cái chữ là gọi là đã thành nhất phiến. Quý vị bao giờ nghe chưa? Chưa nghe không? Thajo Ichiben, đã thành nhất phiến. Thành tức là đạo thành ở đây, là cái sức, cái định công, cứ đánh thẳng vào đây, đánh thẳng vào đây, đánh mỗi ngày đó là, tức là gọi là tu đắc thử quan càn khôn độc bộ, là trong vô môn quan cái vậy đó. Vượt qua khỏi cái cửa ngõ này, cái này gọi là vô môn quan, tiếng Anh ta dịch là gọi là gateless gate, tức là cánh cửa không cửa. Mở cái cánh cửa này ra để cho cái chân như Phật tánh của chúng ta độc bộ vào càn khôn, là bước vào càn khôn. Đây là cái pháp mà người ta tu đó. Mà cái đó cũng phải có thầy chỉ nha. Không có thầy là quý vị dễ bị gọi là tàu hoa nhập ma đó, biết không? Cho nên mình không trụ vào những cái chỗ bí hiểm, mà chỉ hướng đánh cái tín hiệu về trên thôi. Ngày trước như tôi nói đó, bản thân quan, nhân sinh quan tới vũ trụ quan. Bây giờ ngược lại, từ vũ trụ quan đi xuống, tức là từ ánh sáng A-di-đà chuyển xuống thẳng vào trong thân tâm chúng ta để thanh lọc trong này, để cho cái thân ánh sáng nó mới lộ ra. Đây là tha lực nha. Chứ còn ngày xưa là phải tự lực, tự lực, tự lực. Lâu lắm, đời kiếp nào quý vị mới phá mê khai ngộ được. Bây giờ đó là miễn làm sao mình đánh tín hiệu đi, ở trên A-di-đà phóng hào quang xuống, là kể như chuyển vào trong thân tâm này để thanh lọc cái bản thể chúng ta qua cái sự trì niệm liên tục. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trì niệm liên tục. Liên tục chừng nào một phần ở trong này phát khởi cái ánh sáng A-di-đà tự có ở trong này. Thấy không? Tâm A-di-đà chúng ta có mà, thắp sáng lên thì ở ngoài chiếm vô nữa. Hai cái đó hợp lại thì nhất định xiềng xích bao nhiêu cũng tan tành ở trên. Thì lúc đó chúng ta thẳng tiến vào đài sen. Cái gì nữa không ạ? Dạ rồi. Thiền tịnh song tu là vị tổ thứ sáu, tổ Mã Minh Diên Thọ, cái gì Diên Thọ mà kêu là tổ Diên Thọ, tức là ngài chủ trương là thiền tịnh song tu, Vĩnh Minh Diên Thọ. Thì ngài nói rằng ngài là một vị thiền sư nha, vị thiền sư đạt đạo đó, nhưng mà cuối cùng cũng phải nương nhờ theo cái pháp A Di Đà để mà hoàn tất cái sự tiến hóa tột cùng của ngài. Ngài nói rằng hữu thiền hữu tịnh độ, tu thập đắc lộ. Nếu mà những vị nào mà vừa tu thiền mà có thêm tu niệm Phật nữa, 10 người đều được 10 hết trơn. Mà hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cũ thang lộ. Tức là có thiền mà không tu theo tịnh độ, 10 người là rơi rớt hết 9 người. Không phải dễ. Bởi vì tịnh độ là
tôi nói với quý vị mà, nhà Băng Vĩ Đại, ông đứng ra bảo lãnh hết trơn. Còn cái tu thiền đó, các tu các pháp môn khác đó, là vị phải đem tất cả những cái vô minh phiền não đó tiêu trừ hết, thì đó là nghiệp lực. Phải tiêu trừ hết lá những quan nghiệt, quan gia, trái chủ đủ hết. Phải tiêu trừ hết, phải giải thoát hết, thì mới nhập diệu vô pháp môn được. Còn pháp môn tịnh độ là có A-di-đà đứng bên cạnh. Nhà Băng Vĩ Đại đứng đó, quan gia trái chủ nợ nần gì cứ đợi đó đi. Hiểu không? Chị gì thấy hay quá, phải không? Pháp môn này là nhất định là chúng ta đi nó thành tựu được. Đông nhất là cái thời mạt pháp này dễ gì mà mình tự lực mà nó thành tựu được, quý vị, khó lắm. Nên cái thiền đó thì người ta đi vào bằng cái cửa giác, tức là bằng cái trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ bát nhã là chứ gì, phải đoạn trừ tất cả những cái vô minh, những cái này kia rồi nó mới hiển lộ được, không phải dễ. À. Còn tịnh độ đó, đi vào bằng cái cửa tịnh. Cửa tịnh là gì? Tam nghiệp thân khẩu ý phải thanh tịnh. Trong cái phước thứ nhất mà tôi nói với chư vị đó, trong cái thập thiện đó, tam nghiệp thân khẩu ý phải thanh tịnh, thì chúng ta có thể bước vào cái cửa của tịnh độ được rồi. Có A-di-đà bên cạnh, Quan Âm Thế Chí, mười phương chư Phật đều hộ trì chúng ta. Còn tu thiền đó, là mình phải tự lực cánh sanh, tự lực mà mình đi. À, ví dụ như bây giờ mà hai hành giả đi, nghĩa là cùng chèo thuyền ngược dòng như thế này, thế một người cứ tự lực để mình chèo đi, rồi một người khác trương cánh buồm lên nhờ cái sức gió thổi đi, thì cái nào mau hơn quý vị? Thì dĩ nhiên là đó, cái tha lực là A-di-đà đó, là vậy đó. Thực ra thì nếu mà đúng theo cái pháp môn thì mình chỉ chẳng hạn như là đọc cái bài tán Phật như là quy mạng lễ A Di Đà Phật ở Tây Phương thấy an lành xong rồi niệm Phật thôi. Còn chú Đại Bi đó thì nếu quý vị đọc cũng được, không đọc cũng được. Nếu mà mình niệm Phật nhập diệu rồi đó thì sau đó thì cũng khỏi cần đọc chú Đại Bi nữa cũng được. Chỉ một cái Phật hiệu thì nó đủ, cái là Đà La Ni tổng trì tất cả là ở trong đó hết rồi, không có mình đừng có sợ mất phần, biết không? Có nhiều vị sợ rằng niệm vị Phật này không niệm không vị niệm vị này không niệm vị kia thì sợ vị nọ buồn này kia. Có vị nè, có nghĩa là có vị nhà thấy thờ nhiều vị Phật lắm. À, nếu mà niệm vị này không niệm vị kia sợ vị kia buồn lắm, sao? Tại nhiều khi vị này giận rồi còn vị khác nữa. A Di Đà đầy đủ rồi. Ngài MC kính chào toàn thể quý liên hữu. A Di Đà Phật. MC có nói gì nữa không? Thôi.
Hôm nay là buổi pháp tọa cuối cùng trong 3 ngày tu học của đạo tràng chúng ta. Thì hôm nay tôi muốn tóm lược tất cả những cái gì mà rất là quan trọng, chính yếu trong mấy cái buổi pháp thoại vừa rồi, và chia sẻ thêm một chút xíu để mà bổ túc trong những cái buổi pháp thoại đó, rồi để cho quý vị làm sao nhớ được, để chúng ta làm hành trang tiến về liên hoa, phải không ạ? Thì tất cả quý vị đây đều là liên hữu. Quý vị biết liên hữu là gì không? Bạn xem. Có thể nói là bạn sen hay là gì đó cũng được, thấy không? Bởi vì hoa sen á, là một cái biểu tượng ở trong đạo Phật. Chứ gì biết rồi, phải không? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái này nó quan trọng lắm, cái ý nghĩa nó quan trọng lắm. Tất cả quý vị đều là hoa sen. Tại sao ở trong bùn? Bùn là cái gì đây? Là ở trong cái cuộc đời ngũ trược ác thế này, tức là bùn, tượng trưng cho bùn, tất cả những nghiệp lực, những khổ đau, tất cả những cái gì mà có thể nói rằng nặng nề ô trược nhất, chúng ta từ đó vươn lên. Chứ gì thấy đẹp biết chừng nào, phải không? Chứ gì có bao giờ tụng kinh Pháp Hoa chưa? Dạ có. Dạ có. Có nhớ cái phẩm mà gọi là Tùng Địa Dũng Sức không? Có. Có phải không? Tức là từ cái cõi đời ô trược này mà đột phá tất cả những cái màn lưới vô minh đó để vượt lên trên. Đó là như vậy Bồ Tát. Thì tất cả các liên hữu đây chính là những vị Bồ Tát ở trong Tùng Địa Dũng Xuất, ở trong cái phẩm đó. Và đồng thời tất cả quý vị là những bông sen quý báu nhất từ trong bùn mà vươn lên. Bùn đây tức là cõi đời ngũ dục lục trần, tất cả những cái sự ô trược, tham sân si hỷ nộ ái ố dân dân, từ trong những cái ô trược đó, rồi từ trong những cái kích động phản động của định luật nhân quả mà chúng ta vươn lên như thế này, đây là những vị Phật tương lai. Xin chúc quý vị. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại quý vị biết rằng chúng ta tu, pháp môn chúng ta tu đây là pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật. Đó. Cái mục đích của pháp môn niệm Phật đó là giảng sanh bất thối thành Phật. Chứ gì nhớ như vậy. Chứ không phải mục đích chúng ta đến đây tu để mà được an lạc, được an tâm, hay là cầu cái này cái kia cho gia đình chúng ta. Đấy là chuyện phụ thôi. Đương nhiên phải có. Quý vị nhất tâm niệm Phật thì cái nghiệp chướng tạp niệm nó tiêu trừ, thì đương nhiên chúng ta được an lạc, thân tâm an lạc. Đó là cái điều chắc chắn phải có. Nhưng mà đó không phải là mục đích truy cầu của chúng ta. Mục đích là giảng sanh bất thối thành Phật. Đó. Đấy là cái bản hoài của Đức Như Lai, của mười phương chư Phật đối với tất cả chúng ta. Bởi vậy cho nên tất cả quý vị đây
sen, mà một lúc nào đó chắc chắn là từ đây sẽ bay về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn phải như vậy nha. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng không biết tôi tu như thế này đây rồi tôi có được vãng sanh không. Mặc dầu mình cố gắng mình niệm Phật, mình cầu vãng sanh, mà trong lòng còn nghi ngờ một chút xíu là nhất định kêu là sanh vào biên địa của Tây Phương Cực Lạc. Như hôm qua cái gì nào nói đó, mấy người Việt Nam niệm Phật rồi bị lấy sanh ở ngoài rìa, không bao giờ không có nhập phẩm được nha. Cũng có lý chứ phải không? Nhưng mà quý vị tu đây, quý vị niệm Phật đây, cố gắng tu, cố gắng niệm Phật đúng, đi đúng pháp môn đó, nhưng mà chỉ còn một chút xíu nghi ngờ rằng không biết mình tu đây, không biết Phật dạy như vậy rồi Phật có rước mình về trên đó hay không. Chỉ một sự nghi ngờ đó thôi là gọi là nghi thành, bị đọa vào nghi thành. Không nói là bị đọa, nhưng mà ở trong đó cũng giống như ở trong cung trời Dạ Ma vậy đó. Giống như Dạ Ma Thiên là tầng trời dục giới thứ ba, sướng lắm, sung sướng hay là ở trong đó rất là tốt. Nhưng mà tới 500 năm không thấy Phật, không nghe Pháp, thì đó là cái nạn. Cho nên hôm nay tôi muốn tất cả các liên hữu ở đây, khi mình được vãng sanh là phải nhập phẩm liền. Dù đó là phàm thánh đồng cư độ cũng phải nhập phẩm, chứ không phải ở cái vùng biên địa. Mà như hôm qua vị đã nói, thực ra cũng có những vị người ta xuất thần về trên, nhưng mà tôi nghĩ rằng chưa tới cái chỗ Tây Phương Cực Lạc thật sự đâu. Cũng như có một vị Pháp Sư ở bên Trung Quốc đó, bên Đài Loan phải không? Ngài xuất thần về trên là cái như 6 năm. Cái bản thể này nằm đây 6 năm, mà cái chân linh đi về trên, cái thần đi về trên. Mà về trên này không phải là Tây Phương Cực Lạc đâu, mà ở các cái tầng trời trung thiên, các cái tầng trời dưới này, thì cũng có cái trường lớp của A Di Đà nha. Cho nên vị đó về thấy có người nam người nữ, thấy có mẹ Quan Âm là người nữ rồi vân vân, là tại vì ở cái cõi dưới này mới thấy cái hình tướng đó. Còn lên Tây Phương Cực Lạc tất cả đều là bình đẳng, thân tướng như A Di Đà hết, chứ không phải là giống như ở các cái cõi dưới này. Các cái tầng trời dục giới sắc giới còn có người nam người nữ, còn có âm có dương, còn có bây giờ nằm trong cái càn khôn này, còn cõi A Di Đà nó ngoại càn khôn. Cho nên đó nó không có còn người nam người nữ gì cả, mà nó là màu, nghĩa là rạch một sắc thái thôi, đã giống như A Di Đà vậy đó, thân tướng giống như A Di Đà. Nhưng mà ở trong đó mình biết được đây là sư phụ, đây là Quan Âm, đây là Thế Chí, đây là gì này gì kia mình biết hết. Nhưng mà thân tướng đều bình đẳng. Đó là cái nguyện của A Di Đà mà. Nguyện bình đẳng thành Phật. Cho nên ba cái pháp tính, nguyện, trì danh, đó là bình đẳng độ. Trên từ đẳng giác Bồ Tát xuống cho đến A Tỳ Địa Ngục đều bình đẳng vãng sanh, bình đẳng thành Phật, thân tướng giống như A Di Đà. Đây là cái cõi Tây Phương Cực Lạc thật sự. Còn những gì mà người ta thấy xuất thần lên rồi thấy cảnh dưới này rồi cũng thấy nói rằng Tây Phương Cực Lạc, nhưng đó là cái trường lớp của A Di Đà để mà dạy cho tất cả các vị chư tiên, các vị Phạm Dương, các vị chư tiên ở trong các cái tầng trời đó để mà chuẩn bị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là Tây Phương Cực Lạc thật sự ở các
cái cõi đó. À. Nếu mà nói đúng ra đó, thì tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, thì toàn thế vũ trụ này là tịnh độ. Nhưng mà chúng ta chưa đạt đến cái chỗ đó được, phải không ạ? Cho nên rằng chúng ta phải niệm Phật, tha thiết cầu trở về cái đạo tràng, trung tâm sinh lực của nhất chân pháp giới ở trên kia, tức là Tây Phương Cực Lạc. Để chi? Khi ta thành tựu được cái đạo quả thật sự rồi, thì lúc đó tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, là biến cùng pháp giới, chỗ nào cũng tịnh độ, chỗ nào cũng A-di-đà. Có những gì chỉ học cái lý thuyết của cái câu đó, à, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, ta đâu có cần phải niệm Phật để cầu trên kia. Thì đó quý vị đó chưa có hiểu được. À, tại vì mình phải biết rằng mình là con gà hay con vịt đây. Thấy con vịt xuống dưới nước á, mà con gà bắt chước xuống nước là con gà nhất định phải chết. Phải không ạ? Những gì người ta đạt được trong cái phần tâm linh cao siêu, thì cái lời nói đó nó đúng với người ta, trong cái tần số đó đúng thiệt. Nhưng mà những gì mới có bắt đầu tu, chưa có hiểu được, rồi chỉ nghe lời của Đức Phật nói như vậy hay các vị tổ nói như vậy, rồi mình nghĩ rằng mình đã đạt như vậy rồi, thì rồi mình hành động giống như các ngài thì mình sai. Cũng như quý vị thấy ngài Tế Công Hòa Thượng không, à, ngài ăn thịt chó, ăn này ăn kia đủ, nhưng mà đó là một bậc La Hán, một bậc Bồ Tát quá thân, thì ngài thị hiện để mà độ chúng sanh phá mê phá chấp. Mà những vị hậu học nếu mà bất chước thế đó là nhất định sẽ bị đọa, không thể nào lên được. Cho nên pháp Phật, nếu mình hiểu được, mình tu đúng, thì nó thành ra một cái lương dược để mà giúp cho mình trị lành bệnh. Còn nếu mà ngược lại mình không hiểu mà mình hành một cách sai đó, thì đó nó trở thành độc dược, nó hại cho mình thôi. Đó. Cho nên cũng phải tùy theo trình độ, tùy theo cái tần số, cũng như là tùy theo cái sự chứng nghiệm của mình mà mình thể hiện nha. Đó. Thì nhắc quý vị như vậy. Cho nên tất cả mình đang tu pháp môn tịnh độ đây, thì những cái pháp môn khác tất cả đều của Phật nói ra nha. Thành ra mình không coi thường bất cứ một pháp môn nào, kính trọng, tôn trọng tất cả. Tại vì tất cả những cái pháp môn của Phật nói ra đó là phương tiện, cũng giống như là thuốc để mà trị bệnh nhé. Thì nó là phương tiện, thì pháp môn nào cũng do của Phật nói ra để trị bệnh cho chúng sanh. Thì tùy theo cái tần số, tùy theo trình độ của mỗi chúng sanh mà tiếp nhận, mà thực hành. Chúng ta, trong cái tần số của chúng ta, thì chúng ta đang tu pháp môn tịnh độ. Còn những vị khác ở trong những cái tần số khác, thì các vị đó có thể tu theo những cái pháp môn khác. Tất cả chúng ta đều hài hòa, đều kính trọng. Mình không phân biệt, không chê rằng pháp môn này cao, pháp môn kia thấp, người này tu thế này đúng, người kia tu pháp môn kia sai, vân vân. À, mình không nên chê. Có điều thì mình phải biết rằng cái pháp môn tịnh độ Đức Phật dạy đó, nó rất là thiết thực, rất là thích hợp trong cái thời mạt pháp này. Là bởi vì sao? Cái thời này đó, cái thời đại máy móc mà, quay cuồng máy móc. Bây giờ quý vị ngồi thiền đó, bây giờ ngồi có yên được không? Không thể nào yên được. Bây giờ cho nên chúng ta phải tìm tịnh trong cái động. Chúng ta
ta phải thực hiện làm sao cái tâm ta đạt được cái tịnh trong cái động. Thì cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn rất là thích hợp trong cái thời điểm này. Đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là nói về cái phần vô vi nghiệp lực. Thì tích tụ nhiều đời nhiều kiếp quá rồi, tâm của chúng ta lúc nào cũng bất an, lòng chúng ta lúc nào cũng xung sang vì những cái này cái kia, nó cuồn cuộn ở trong. Nếu mà những cái pháp môn bình thường khác không có cái sự trợ lực của chư Phật thì chắc chắn rằng chúng ta khó đi vô cùng. Bởi vậy cho nên chúng ta mới chọn cái pháp môn niệm Phật để mà chúng ta tu cho nó đúng cái chu trình tiến hóa của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi xin nhắc các liên hữu, mình đừng coi thường tất cả những cái pháp môn khác. Nếu mà mình coi thường người ta đó là mình mang cái trọng tội, thì không phải là một cái người tu theo pháp môn tịnh độ chân chánh. Mà cái người tu theo pháp môn tịnh độ chân chánh là mình kính trọng tất cả và ai cũng có thể thành Phật được mà. Thì nếu mà quý vị tu cái pháp môn kia thì nếu mà kiếp này chưa được thì kiếp tới, nguyên này chưa được thì nguyên tới, phải không? Có thể rằng bao nhiêu triệu năm sau, bao nhiêu gì đó rồi cứ luân chuyển, phải không? Đó, luân hồi sáu nẻo cũng được về quê mà. Chấp gì giác, chấp gì mê, một thân dạng mạnh trả về chung sanh, phải không? Đó. Bây giờ vị luân hồi trong sáu nẻo ba đường thì bị cái định luật nhân quả nó tác động, đau khổ đến cùng cực, thì chứ gì phải nhớ đến cái cội nguồn chứ gì. Thì lúc đó cái ánh sáng trong thiên nhiên sẽ đến để dìu tiếng quý vị đứng dậy đi lên. Thành ra đừng có sợ, đừng có lo. Nếu mà chưa được lúc này thì lúc khác thế nào cũng được. Thế thì hôm mấy cái pháp thoại vừa rồi quý vị còn nhớ không? Căn bản của cái pháp môn tịnh độ bắt đầu từ cái gì? Tam phước. Đó, đây là chánh nhân thành đạo của mười phương chư Phật nha. Tôi nói rõ cho chị dễ biết. Đó, cái phước thứ nhất là nhân thiên, phước thứ hai là nhị thừa, phước thứ ba là Bồ Tát Đại Thừa. Thực hiện cho đúng cái đó rồi sao nữa? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhá. Đó. Thì quý vị nhớ, nhớ như vậy là kể như là cũng được 50% rồi đó. Thế thì 50% là chúng ta phải thực hành. Đó. Thì trong cái phước thứ nhất á, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là cái phước thứ nhất nhé. Phước nhân thiên. Nếu vị không có nhất hướng chuyên niệm phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, thì chư vị sẽ sanh lại làm người, hoặc là sanh lên làm các vị chư tiên ở trên kia, hoặc sanh lên trời nhé. Đó. Nhưng mà nếu như vậy đó thì chúng ta vẫn còn phải sanh tử luân hồi, chưa phải cái cứu cánh của pháp môn. Cái phước thứ nhất, nếu quý vị thêm nữa là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định chúng ta sẽ được đới nghiệp vãng sanh, được sanh về phàm thánh đồng cư độ. Chắc chắn là được. Phước thứ hai là gì quý vị nhớ không? Đấy là phước của nhị thừa, tức là tiểu thừa. Quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, bất phạm oai nghi.
bánh á, phải thuộc mới hành đúng được nhé, thuộc lòng mới hành đúng được. Quy y Tam Bảo, thọ trì cấm giới, bất phạm oai nghi. Cái phước này đó nó cao hơn kia một bậc. Thì cái quy y Tam Bảo này, như hôm qua tôi có nói đó, là quy y tự tánh Tam Bảo nó quan trọng lắm, thấy không? Chứ gì nhớ không? Tự tánh Tam Bảo ở trong chúng ta có phần pháp tánh đầy đủ nha, gọi là tự tánh Tam Bảo. Phật đây chính là ánh sáng A Di Đà ở trong chúng ta. Tối hôm qua đó, tôi có dịp tôi chia sẻ với quý vị đó, ánh sáng A Di Đà là cái gì rồi, phải không? Có trong tất cả quý vị, không phải là không có đâu, có trong đó. Nhưng mà tại vì vô minh nghiệp chướng cho nên chúng ta chưa thấy được, hay không quý vị? Trước kia đó, chỗ này là cái nôi của tâm linh nha, chứ gì sẽ thấy hết. Trụ tâm một cái là nó mở ra một cái bầu trời mênh mông bao la bát ngát, chứ gì thấy hết, chứ gì thấy chính chứ gì luôn đó. Thế nhưng mà vì nổi giận một cái là một cái màn nó kéo qua một cái, vui quá nó cũng kéo lại một cái, buồn quá cái nó cũng kéo lại một cái, thương cái nó cũng kéo lại một cái, ghét cái nó cũng kéo lại một cái. Thế thì mỗi ngày như vậy, rồi mỗi năm như vậy, mỗi tháng như vậy, mỗi năm như vậy, rồi mỗi kiếp như vậy, cứ mãi mãi như vậy. Cho nên nó dày đặc, không thể nào mà khai mở được. Mình tu đây cũng giống như quý vị thấy cái củ hành không? Củ hành Tây á, cũng giống như lột củ hành vậy đó. Lột từng cái vỏ ra, lột cho đến khi hết rồi đó là quy không. Giống y vậy đó. Thành ra cứ lột hoài vậy đó. Có người lột hoài thấy cũng sao mà con tu hoài không thấy gì thầy? Tại vì lột chưa có hết lấy gì. Cũng như là cái ly nước mà, cái ly nước nè, cứ nhéo một hộp vô, đầy thì nó mới tràn, chứ chưa có đầy mà nó mới vừa đầy cũng chưa tràn ra được, phải không? Củ hành lớn lắm, cứ lột hoài, lột cho đến quy không, cho đến khi hết rồi mới quy không được nha. Đó lại cách tu của mình là như vậy đó. Mà nhất là cái pháp môn này, trong mấy ngày tu học này, những gì tôi chia sẻ với chư vị rất là căn bản nhưng mà rất là quan trọng. Khi chư vị mà thực hành đúng như vậy đó, thì cái đường giảng sanh chắc chắn nắm trong tay. Cái đó sự thật. Chứ mình không có nói mông lung mơ hồ, không có thế nào mà mình biết được. Đó. Thế thì quy y Tam Bảo đó là cái tự tánh Tam Bảo nó quan trọng vô cùng. Quy y thế gian Tam Bảo đó là cái first step, cái bước đầu tiên để chúng ta bước vào cái ngưỡng cửa của Phật môn. Rồi sau đó là mình quy y Tam Bảo, quy y tự tánh Tam Bảo liền. Không biết ở đây có mà những Cali á, thì đi lái xe đi ngoài freeway đó, thì thấy nó có đề là click it or ticket, có không? Nếu mà khi mà mình đã bắt đầu mình quy y cái thế gian Tam Bảo rồi, mình click qua liền là quy y tự tánh Tam Bảo. Nếu không sẽ bị tích kịch, có nghĩa là sẽ bị rơi rớt trên cái đường đạo của mình. Đó. Kiểu nó vậy đó. Có nghĩa rằng mình quy y với thế gian Tam Bảo rồi mình bước qua quy y tự tánh Tam Bảo liền ngay tức khắc. Có nghĩa là quý vị còn nhớ quy y tự tánh Tam Bảo không? Đó, tức là ở trong này có đủ hết. Đức Huệ Năng ngài nói mà, hà kỳ tự tánh bản la.
Phật tánh, chân như Phật tánh đó, mình gọi đó là chân như Phật tánh. Đó. Hồi nào bây giờ đó mình không có nương theo cái chân như Phật tánh đó để mà mình tiến hóa, mà mình nương theo những cái vô minh, những cái gì bậy bạ ở ngoài không. Cho nên bây giờ mình phải hồi đầu từ những cái sự sai lầm đó, trở về với chính mình, để nương theo cái giác tính ở trong mình, phát triển cho đến cùng cực, giống như Phật, Bồ Tát. Đó, đó là quy y với Phật của tự tánh tam bảo. Pháp là cái nguyên tắc, cái nguyên lý của cái sự tiến hóa ở trong chính cái thân tâm của mình, luật lệ. Mình nói đúng ra là chánh tri chánh kiến ở trong này. À, mình hồi nào giờ mình cứ đi tầm bậy tầm bạ không, mình đưa đường dẫn lối toàn là những cái gì ở bên ngoài không, mình không có chịu đào sâu vào trong cái nguyên lý tiến hóa ở trong này. À, thì bây giờ mình trở về, mình nương theo cái sự nhận biết chân chánh chánh tri chánh kiến của mình ở trong này. Ở trong bát chánh đạo có cái đầu tiên là chánh tri kiến. Quỷ chứ gì phải nhớ cái đó. Quy có nghĩa là hồi đầu. Hồi đầu từ những cái sự sai lầm đó, trở về cái chánh nhân chính ở trong này. Đó. Rồi tăng tức là thanh tịnh. Tăng, cái chữ tăng là sangha. Thanh tịnh, hòa hợp. Ở trong gia đình quý vị chừng 4 người tu, mà nếu mà thanh tịnh giữ đúng lục hòa thì cũng là tăng. Tăng không phải không hẳn là cho các vị xuất gia không đâu. Các vị xuất gia đó là tỳ kheo ni, sa di ni. Đó là chỉ cho các vị xuất gia. Quý vị không xưng cho đó được. Nhưng mà trong gia đình của quý vị đó, 4 người tu mà hòa hợp tiến hóa cho thật đúng theo cái pháp lục hòa thì tất cả chư Phật Bồ Tát đều chiếu cố đến cho chư vị. Thì có thể gọi là một tăng đoàn ở trong gia đình đó. Chữ tăng có nghĩa là một cái đoàn thể thanh tịnh, chứ không hẳn gì người xuất gia không đâu. Cũng như hòa thượng, chữ hứa soạn, chữ hòa thượng đó thì có nghĩa rằng những vị giáo sư gọi là thân giáo sư, những người cư sĩ cũng có thể xưng là hòa thượng được, chứ không phải là không hẳn gì là người xuất gia không đâu. Thì chữ hòa thượng có nghĩa là thân giáo sư. Mà trong cái tiếng mà người ta gọi là guru, chứ gì có nghe cái chữ guru không? À, thì cái đó, à, đó là phiên âm từ tiếng Phạn ra. Hey, mà đến Việt Nam thì hòa thượng nó là chỉ cho những bậc xuất gia. Chứ còn người tại gia thì không ai gọi là hòa thượng cả. Mà thường đó là ta gọi cũng giống như gọi tếu chơi vậy thôi, chứ ta không có thấy. Thế thì chữ quy y tăng của tự tánh tam bảo, tức là tăng có nghĩa là thanh tịnh. Mà tự tánh chúng ta có cái sự thanh tịnh đầy đủ mà ta quên đi. Hồi nào giờ cứ nương theo những cái động loạn ở bên ngoài mà không có nương theo cái sự thanh tịnh thật sự ở trong thân tâm của chúng ta để phát triển, cho nên nó đến cùng cực, nó hòa với lại cái thể thanh tịnh của trời đất. Cho nên bây giờ mình phải hồi đầu lại, hồi đầu từ cái sự sai lầm động loạn đó, trở về chính cái sự thanh tịnh.